Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel Tín hiệu Forex, chú hề nhỏ xin lỗi của mình. Mình là chú hề nhỏ, đã có 5 năm kinh nghiệm trong thị trường ngoại hối hay còn gọi là Forex. Ở loạt video này, mình sẽ trình bày kiến thức về thị trường ngoại hối từ A đến Z, cùng với các kiến thức nâng cao và kinh nghiệm của cá nhân mình. Đây là video thứ hai có nội dung chính là mình sẽ hướng dẫn các bạn mở tài khoản Demo Account hay còn gọi là tài khoản dùng để luyện tập, cộng với cách mở tài khoản Live Account hay còn gọi là tài khoản thật để giao dịch thật. Nào, chúng ta cùng bắt đầu việc lập tài khoản ở sàn ThinkMarket nhé. Vì mình tin tưởng và sử dụng dịch vụ của sàn ThinkMarket nhiều năm nay nên mình sẽ đề cử nó với các bạn. Đường link đăng ký mình để ở phía dưới phần mô tả của video này. Khi các bạn lập tài khoản ở đường link này thì các bạn có thể liên lạc với mình để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ mình nhé. Ok, hiện tại chúng ta đã ở trang chủ của sàn Think rồi. Vậy bước đầu tiên các bạn hãy ấn vào Creative Account để bắt đầu việc lập tài khoản nhé. Tiếp đến ta ấn vào Creative Live Account. Việc tạo tài khoản Live Account này sẽ giúp chúng ta vừa tạo được tài khoản Live và vừa tạo được tài khoản Demo các bạn nhé. Việc tạo tài khoản giao dịch gồm 3 bước đơn giản. Để giúp việc tạo tài khoản giao dịch trở nên dễ dàng hơn, mình khuyên các bạn hãy dùng chức năng dịch sang tiếng Việt của trình duyệt để chúng ta không bị nhầm lẫn, ok? Ô đầu tiên là quốc gia cư trú, chúng ta chọn Việt Nam. Bản chất tài khoản, nếu các bạn giao dịch cá nhân thì hãy chọn là Individual. Tiếp đến là giới tính, nên mình sẽ chọn là MA, tức là MR đấy ạ. First name, ta điền họ và tên đếm. Last name, ta điền tên. Ở phần email, các bạn điền email của mình vào đây. Cũng tương tự với số điện thoại, các bạn điền số của mình vào ô này và chọn ô bên phải. Kế tiếp là mobile là di động. Cuối cùng là phần rất quan trọng, đó chính là mật khẩu. Các bạn hãy nhập mật khẩu của mình phải đúng với yêu cầu sau. Mật khẩu phải dài ít nhất là 6 ký tự, bao gồm một chữ cái viết hoa và một số. Ví dụ như mật khẩu mình đặt là Nguyễn Đức 2018 hoặc Nguyễn Văn Đức 2018 thì chữ cái N đầu tiên mình viết hoa và đã có số 2018 đảm bảo yêu cầu. Nhập lại đúng mật khẩu mà chúng ta vừa tạo ở ô cuối cùng. Hoàn tất xong các bước trên, các bạn hãy ấn vào bắt đầu ứng dụng để chuyển sang bước 2 của phần đăng ký nhé. Bước 2 của phần tạo tài khoản là bước hoàn thành các thông tin cá nhân nhé các bạn. Ô đầu tiên chúng ta điền chính là ngày tháng năm sinh của các bạn. Ô thứ hai là quốc tịch, tất nhiên là Việt Nam rồi đúng không? Ở phần địa chỉ nhà, mình sẽ lấy ví dụ là số 66 Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Vậy ta sẽ điền số 66 Hoàng Văn Thụ vào ô địa chỉ 1. Có hai chú ý. Chú ý thứ nhất, điền địa chỉ giống như trên chứng minh thư nhân dân của các bạn hoặc trên bằng lái xe. Chú ý thứ hai, điền thông tin tất cả đều không có dấu. Tiếp đến, ta điền phường Hoàng Văn Thụ vào ô địa chỉ 2, thành phố Thái Nguyên. Mã bưu chính của Thái Nguyên là 250.000. Nếu các bạn không biết con số này thì hãy tìm trên Google từ khóa zip code của tỉnh của các bạn đang sống thì nó sẽ ra rất nhiều kết quả. Và các bạn hãy dùng cái con số zip code của tỉnh của các bạn để điền vào đây. Tiếp đến là tỉnh Thái Nguyên, ok. Ô tiếp theo hỏi bạn có phải là công dân hoặc cư dân thuế ở bất kỳ quốc gia nào khác không thì chúng ta bỏ qua này. Nền tảng ta chọn là MT4. Kiểu tài khoản thì ta chọn Standard hoặc Pro, nhưng thường ở trong trường hợp này vì chúng ta là newbie vì thế chúng ta nên chọn là Standard. Tiền tệ ta chọn là đô la Mỹ. Đòn bẩy thường chọn là 1400. Các bạn có thể chọn thấp hơn, càng thấp thì càng an toàn nha các bạn. Có thể thấp hơn như là 1200 hoặc 1300 hoặc thấp hơn nữa. Hoàn thành các bước trên là ta đã hoàn thành bước thứ 2 để
chuyển sang bước thứ 3 của phần đăng ký. Phần thông tin tiếp theo các bạn cần hoàn thành đó chính là phần thông tin về chi tiết và kinh nghiệm tài chính của các bạn. Thì ở ô đầu tiên về tình trạng việc làm thì mình khuyên là các bạn nên chọn là tự làm chủ, được không ạ? Tiếp đến là phần thu nhập hàng năm thì các bạn có thể chọn là từ 75.000 đô đến 150.000 đô hoặc là 30.000 đô đến 75.000 đô. Thì ở đây mình sẽ chọn một con số ngẫu nhiên, đó là 30.000 đến 75.000. Giá trị tiết kiệm và đầu tư thì mình sẽ chọn là 15.000 đến 30.000. Ok. Kinh nghiệm trong ngoại hối và CFD thì mình chọn là từ 1 đến 2 năm. Vì mình đang lập hướng dẫn các bạn là lập tài khoản mới, vì thế là mặc định chúng ta là người mới tham gia thị trường, vì thế chúng ta chỉ khai là 1 đến 2 năm thôi, hoặc tùy các bạn có thể khai lâu hơn. Nhưng ở trường hợp này thì mình gợi ý là từ 1 đến 2 năm. Kinh nghiệm chứng khoán và trái phiếu. Bản thân mình thì không có nhiều kinh nghiệm ở trên chứng khoán và trái phiếu cho lắm, vì thế là mình sẽ chọn là 0.05. Sau cùng mình sẽ tích vào ô là tôi xác nhận rằng tôi trên 18 tuổi và đã đọc các điều khoản kinh doanh, chính sách bảo mật của Thinh. Đó. Hoàn tất các bước trên và chúng ta ấn vào nút gửi đơn đăng ký là các bạn đã hoàn thành xong bước này. Công tác cuối cùng để chúng ta hoàn thành bước đăng ký có tài khoản ở sàn giao dịch Thinh Market đó chính là nộp file ảnh để xác minh danh tính của chúng ta. Đây ạ, chúng ta có thể đọc phần chú thích của Thinh. Đó là để mở tài khoản của bạn, chúng tôi cần cung cấp bằng chứng nhận dạng và bằng chứng chứng từ địa chỉ. Vui lòng cung cấp cả mặt sau và cả mặt trước của thẻ hoặc giấy tờ đó. Có hai phần để cho chúng ta upload thông tin xác minh. Phần thứ nhất, các bạn có thể upload ảnh các giấy tờ như chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu. Mình đề xuất với các bạn là nên upload chứng minh thư nhé. Phần 2, các bạn có thể upload ảnh bằng lái xe, sao kê tài khoản ngân hàng hoặc hóa đơn internet, điện thoại, điện nước, địa chỉ và ngày cấp trên các giấy tờ này không quá 6 tháng. Mình đề xuất với các bạn là các bạn upload ảnh bằng lái xe cho dễ. Lưu ý, các bạn chụp ảnh mặt trước mặt sau chứng minh thư nhân dân rõ nét, đủ góc cạnh và không bị mờ số, và làm điều tương tự như vậy với bằng lái xe. Cuối cùng, để hoàn thành, các bạn ấn vào gửi giấy xác nhận là sau phần này. Lưu ý, sau khi hoàn thành đúng và đầy đủ các bước trên, hãy đợi mail của sàn Thinh gửi về trong vòng 24 giờ để xác nhận việc lập tài khoản của các bạn đã được kích hoạt thành công nhé. Email của sàn Thinh sẽ được minh họa như thế này. Có hai email của sàn Thinh sẽ gửi về để xác nhận việc lập tài khoản của bạn đã thành công. Email thứ nhất là email thông báo việc tài khoản MT4 của bạn đã được kích hoạt và được mở. Email thứ hai là email thông báo về các thông tin của tài khoản MT4, và trong nội dung email có hướng dẫn cách thay đổi mật khẩu của MT4 cũng như là mật khẩu của Think Portal. Ở đây thì trong email có cả link download phần mềm MT4, phần mềm giao dịch và link dẫn đến Think Portal, nơi mà quản lý tài khoản của bạn và thực hiện nạp rút tiền và các dịch vụ trading khác. Vậy là khi nhận được hai email này thì các bạn đã chính thức mở tài khoản thành công được ở sàn Think Market. Ok. Việc tiếp theo của chúng ta là lập tài khoản demo và tài khoản live để giao dịch mà thôi. Ok. Lập tài khoản demo và tài khoản live thì rất là đơn giản thôi. Các bạn đầu tiên hãy ấn vào đường link ở trong Gmail đã cung cấp. Đó là đường link dẫn đến Think Portal. Đó. Tại đây thì các bạn nhập cái địa chỉ email của các bạn dùng để đăng ký tài khoản ngay từ đầu. Và thứ hai đó chính là cái password mà các bạn cũng sử dụng để lập tài khoản này. Sau khi nhập xong thì các bạn hãy ấn vào login, đúng không ạ? Vậy là chúng ta đã đăng nhập thành công vào khu vực Think Portal. Và cách để lập tài khoản live và demo account rất là dễ thôi ạ. Các bạn có thể thấy ở phần trading account thì có phần live account và demo account. Là các bạn ấn vào live account nếu các bạn muốn lập tài khoản thật và giao dịch ngay, thì các bạn hãy ấn vào phần này. Đó.
Tiếp đến là các bạn hãy ấn vào Creative Lead Account ở đây. Chúng ta sẽ chọn Select Platform là MT4 nhé các bạn. Currency là đô la Mỹ đúng không ạ? Là cái tiền tệ của cái tài khoản của chúng ta đó. Lần 7 chúng ta chọn là 1400 hoặc là 1200 hoặc 1300 đúng không ạ? Thì ở đây mình gợi ý cho các bạn là 1400. Chúng ta tích vào ô là tôi đồng ý với các điều khoản của ThinkMarket của sàn đúng không ạ? Phần cuối cùng chúng ta ấn vào Creative Live Account là chúng ta đã hoàn thành xong bước là tạo ra một cái tài khoản Live Account để chúng ta giao dịch, một tài khoản thật để chúng ta giao dịch. Ok. Cuối cùng mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra tài khoản ảo, tài khoản Demo Account để cho chúng ta luyện tập. Đó chính là, cũng là ở phần Trading Account thì các bạn ấn vào mục là Demo Account. Đó. Sau đó các bạn ấn vào Creative Demo Account. Đó. Các bước thực hiện cũng tương tự với bước là lập tài khoản Live Account. Đúng không ạ? Đó chính là chọn Select Platform là MT4, Currency cũng là USD. Ở đây thì có một đặc điểm, đó chính là vì là chúng ta mở tài khoản này dùng để luyện tập, vì thế sàn sẽ cung cấp cho chúng ta một cái khoản vốn mà chúng ta mong muốn để chúng ta sử dụng cái vốn đó để luyện tập. Ok, thì các bạn sẽ chọn 10.000 đô chẳng hạn, đúng không ạ? Ở đây thì mình sẽ chọn 10.000 đô. Đó, đòn 7 là 400. Hoàn thành xong những bước mà chọn những cái chức năng này thì các bạn ấn vào Creative Demo Account là chúng ta đã hoàn thành xong bước là tạo ra một tài khoản ảo, một tài khoản demo để cho các bạn luyện tập. Trên đây là video mình hướng dẫn cách tạo tài khoản demo và tài khoản live account, tức là tài khoản luyện tập và tài khoản thật. Nếu các bạn còn khúc mắc gì trong quá trình đăng ký thì các bạn hãy liên hệ cho mình thông qua cái đường link trang chủ Facebook mà mình để ở dưới phần mô tả. Các bạn liên hệ cho mình qua trang cá nhân thì mình sẽ giúp đỡ cho các bạn lập tài khoản, hoặc nếu các bạn tin tưởng vào mình thì mình sẽ lập hộ cho các bạn tài khoản luôn để cho nhanh gọn và chính xác. Sau đó các bạn thay đổi mật khẩu sau cũng được, ok không ạ? Và đừng quên, để ủng hộ mình thì các bạn hãy đăng ký tài khoản ở đường link mà mình để ở dưới phần mô tả. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.